Đây thì ở đây lúc nãy cô cũng nói là chúng ta sẽ kết hợp việc học giữa bán cầu nào trái và nào phải. Thì các bạn nhìn vào đây, đây là một sơ đồ tư duy gọi là mind map các bạn. Và lúc phần đầu cô đã chia sẻ cho các bạn năm năm cái khám phá về về não bộ đây. Thì theo cái mũi tên cô chỉ đây, thì các bạn thấy là cô đã trình bày giúp các, cho các bạn hiểu được năm cái khám phá về não bộ. Thì người ta sẽ vẽ và tóm tắt như thế này để chúng ta rất là nhanh và dễ hiểu, bởi vì người ta chỉ dùng từ khóa thôi. Thì còn năm cái phần còn lại là hôm sau. À, đây là lúc mà cô soạn giáo án ấy để dạy cho các bạn á, là cô vẽ cái tổng hợp cái kiến thức về về trang sách vào cái sơ đồ tư duy này. Và đây là lý do tại sao mà học toán nhưng vẫn có hình ảnh và màu sắc các bạn ạ. Đây là cái sự kết hợp giữa não trái và não phải hoàn hảo nhất mà những cái nhà khoa học trên thế giới á, họ nghiên cứu về não bộ, họ đã tìm ra, những cái giáo sư hàng đầu ở thế giới á, họ đã tìm ra cách để giúp cho những học sinh và sinh viên ở của họ tiếp thu kiến thức thật là nhanh và thật là nhớ lâu, bởi vì chỉ nhìn cái sơ đồ tư duy này trong vòng 2 đến 3 phút thôi thì các bạn sẽ nhớ toàn bộ từ nãy giờ cô Thảo hướng dẫn cho các bạn về cái chủ đề về trang sách. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn ôn bằng cách là chúng ta nhìn vào sơ đồ tư duy này nhé. Thì ở đây cái hình để trung tâm này là cô muốn sinh động để cho những cái bạn nhỏ nhìn vô là các bạn thấy thích thú. Sau đó từ cái hình trung tâm này các bạn thấy những cái nhánh như thế này, nhánh lớn như thế này là tức là cái dạng toán đầu tiên là số trang, chúng ta tìm tìm số trang. Thì đây số trang thì cô minh họa đây này, ví dụ 3, 15 hoặc là 178 là số trang đó. Thì số trang đây thì những cái chia là những cái nhánh nhỏ, ví dụ như là một trang có một chữ số thì từ 1 đến 9 là sẽ có 9 trang. Trang có hai chữ số thì từ 10 đến 99 thì chúng ta sẽ có 90 trang. Chúng ta lấy 99 chúng ta trừ 9 thì sẽ ra 90 trang. Rồi những cái trang số có 3 chữ số thì từ 100 cho đến 999 thì các bạn sẽ tính ra được là 900 trang. À, ba cái nhánh là chúng ta hình thành kiến thức nền để các bạn thực hiện cái dạng toán này á. Khi mà cho biết lượt chữ số đây thì các bạn phải tìm số trang đấy. Thì đây là cái dạng toán, cô nêu tên dạng toán thôi, còn cái bài tập cụ thể thì ở trong phiếu của thầy Nam giao cho các bạn rồi đó. Và khi mà cô chia sẻ cái nhánh thứ nhất về số trang thì các bạn vừa tổng hợp được kiến thức, vừa vừa in vào trong cái não của mình một cái tên dạng dạng toán. Rồi ở phía giữa đây cô cũng chỉ cho các bạn cái phần lượt này, ví dụ như số 783 thì 783 là số có 3 chữ số nhưng mà nó có 3 lượt chữ số. Ví dụ số 7 là một lượt chữ số này, chữ số 8 là một lượt chữ số 3 là một lượt chữ số, giống như là cách thầy Nam hướng dẫn các bạn khi nãy đó. Thì không ngờ là cô và thầy Nam trùng ý tưởng với chủ đề hôm nay, và cái cách vẽ này thì cô cũng vẽ theo cái sự hiểu của cô về cái chủ đề toán này, nhưng mà nó rất là phù hợp với cái phần đầu của thầy Nam dạy chúng ta về phân biệt số. Số đây là 783 nhưng mà lượt chữ số là 3 lượt chữ số, lượt chữ số 7, chữ số 8 và chữ số 3. Chúng ta nhìn và chúng ta phân biệt được ngay bởi vì cái mũi tên đánh đánh này này, chúng ta nhìn là chúng ta hiểu ngay. Rồi, cái dạng toán tiếp theo liên quan tới lượt tới số trang là lượt chữ số các bạn. Vậy thì lượt chữ số thì chúng ta cũng cũng phân tích ra này, trang có một chữ số này thì từ trang 1 đến trang 9 chúng ta sẽ có 9 lượt chữ số, đúng các bạn. Rồi, những cái trang mà có hai chữ số thì từ 10 đến 99 trang thì chúng ta có 90 chúng ta nhân cho 2 thì sẽ ra được là lượt chữ số đây, lượt chữ số đây là 180 lượt chữ số. Rồi những cái trang sách mà có 3 chữ số thì sẽ là từ trang 100 cho đến 999 thì các bạn sẽ lấy 900 trang, có 900 trang nha các bạn, nhân cho số 3, nhân cho 3 tức là 3 chữ số đấy, chúng ta sẽ được 2.700 lượt chữ số. Vậy thì cái dạng toán liên quan tới lượt chữ số là chúng ta bài toán cho biết số trang và nhiệm vụ của các bạn là tìm số lượt chữ số.
Và cô minh họa bằng những cái lượt chữ số này, cô minh họa bằng những cái chữ số ngộ nghĩnh thế này, 1 3 8 7 2 5 9 4 để in vào trong cái não của chúng ta một cái khái niệm đơn giản dễ hiểu về hình ảnh minh họa sẵn có luôn, và chúng ta sẽ không nhầm lẫn kiến thức các bạn. Khi có sơ đồ tư duy này, chúng ta sẽ phân định kiến thức rất là rõ ràng và chúng ta không nhầm lẫn kiến thức. Kể cả một cái môn toán rất là khô khan nhưng mà chúng ta vẫn có thể thể hiện nó bằng hình ảnh màu sắc sinh động và rất là dễ hiểu. Bởi vì có một câu như thế này, một hình ảnh thì sẽ bằng 1.000 lời nói, 1.000 từ ngữ các bạn ạ. Và hình ảnh nó khắc sâu trong cái tâm trí của, trong cái trí não chúng ta, và chúng ta kết hợp giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải xử lý cả về hình ảnh và cả về số liệu chữ số, thì chúng ta thấy cái việc học nó, việc ghi nhớ nó không hề nặng nề nữa, nó rất là dễ. Và cô cũng mong rằng cái sự chia sẻ này của cô giúp ích cho cái việc học của các bạn, khai thác được cái sự trí tưởng tượng của các bạn trong toán học. Và cô mong muốn rằng cô và thầy Nam cũng như tất cả thầy cô ở đây mang đến cho chúng ta một cách ghi chép thông minh mới để chúng ta có thể yêu thích môn toán học và không hề nhạt nhẽo, không hề khô khan, đầy màu sắc hình ảnh và trí tưởng tượng đưa vào môn toán thật là thú vị. Và cô, khi mà cô học được cái kiến thức về cái chuyên sâu về ghi chép thông minh bằng mind map, bằng sơ đồ tư duy, thì cô cảm thấy nó quá tuyệt vời để đem đến cho thế hệ học sinh của chúng ta cái cách học mới, cái cách học mới dễ nhớ, dễ thuộc mà rất là hứng thú luôn các bạn. Cô mong là sau này, cái phần sau này của cô và thầy Nam sẽ kết hợp với nhau để chia sẻ chúng ta vừa toán học vừa có cái cách để chúng ta ghi nhớ bằng hình ảnh rất là hay ở đây, để sau này giống như là cách để các bạn sau này các bạn sử dụng nó, các bạn để ghi chép cho những cái lớp lớn hơn nữa.